quá. Trời ơi, con ngỗng vô đây nó ỉa lên cái bao, nó chiêu gan mình. Hello các bạn, tôi chuẩn bị tặng cho các bạn. Đây là chuột hamster mẹ, rất là dễ thương, màu đen. Đây, hamster mẹ, hamster mẹ màu đen và hamster ba màu trắng. Ba và mẹ đang giỡn với tôi, nó quấn lộn nè. Đây là giống hamster Campbell, nhưng nếu nuôi từ nhỏ nó sẽ rất thân thiện với mình. Các con của bạn đâu rồi? Wow, ba chú hamster con y chang con mẹ luôn. Nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy những chú hamster con này có bộ lông đen sọc giống như hamster mẹ vậy đó. Đó, bạn nào muốn nhận nuôi thì liên hệ Theon. Hiện tại có ba đứa hả, còn mấy đứa con nữa? Ba đứa. Oh man, đẻ ra tổng cộng là, trời ơi, hamster ba, hamster con nhỏ này bị mắc kẹt trong cái nhà và chết. Hamster ba thấy vậy thương con quá, liếm liếm liếm. Ôi trời ơi, hamster mẹ, hamster ba, hamster ba chắc chắn sẽ rất là đau lòng vì thấy đứa con của mình bị mắc kẹt mà chết dính như vậy. Ok, được rồi, Tion sẽ tạo một gia đình mới cho hamster ba mẹ và con nha. Hamster ba đang cố gắng gỡ đứa con của mình tội nghiệp đáng thương bởi vì bò và bị mắc kẹt và chết như vậy, không, ba mẹ không cứu được. Đây là một gia đình hamster lông đen. Tiếp theo, đây là một gia đình hamster lông xám. Đây là hamster mẹ, hamster ba. Mẹ thì xám, xám dạng tam thể, ba thì đen dạng tam thể. Và đây là những đứa con của họ. Bạn nào muốn nhận nuôi thì liên hệ Tion, tôi sẽ cho nha. Hamster con bên đây thì khá là to nha, rất là dễ thương nha. Bên đây thì hamster lông đen. Bây giờ Tion đang làm một cái vườn cây xanh cho hamster sống, cho nó thích hợp với môi trường tự nhiên. Rồi, tôi tiếp tục làm tiếp cái phần này. Cái miếng lưới này thì Tion mua ở vườn Sài Gòn. Miếng lưới này 12.000 một miếng, về cắt ra cho nó vừa vô cái lồng. Và đây Tion đang trồng rau cải ngọt. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?